thấy nó, nó càng ngày càng hiu quạnh đó không biết tết năm nay chúng ta ăn tết như thế nào nó nói có ăn tết có ăn tết nghèo hay không nữa nè ông nói năm nay ăn tết thật là nghèo đó. dân chúng u buồn nổi nạn nghèo đồng khô lúa ngập thân sao sát hết trơn thành thử ra bây giờ mình không biết là tết năm nào nhưng mà thấy năm nay là thấy cũng hiu quạnh quá thành thử ra là ông cho chúng ta biết là tranh nhau cả cụ người tăng lao sao gươm giáo tranh phân châu mài mắt trong lo tháng lo ngày lo cho bá tánh đi cài không châu Và tất nhiên là ông cho chúng ta biết rằng đi cài không châu là không còn người không còn người mặn ruộng nữa quý vị nó thành thử ra ông nói là mất trong lo tháng lo ngày lo cho bá tánh đi cài không châu nuôi chẳng nuôi tầm lợi trồng dâu tất nhiên là bây giờ là các cái nước ngoài nó qua nó đô hộ nước khác thì tất nhiên là nó đâu có nuôi tầm ở đó đâu mà nó qua nó trồng dâu bây giờ nó qua nó trồng dâu để dành để đó đó nó mà ông nó chẳng nuôi tầm lợi trồng dâu đến khi dâu lớn tầm đâu ăn gài 4 tháng 11 năm nhâm dần cũng là cái ngày em cháu cũng trở về chùa thầy để dự cái lễ ngày đảng sanh của đức thầy thì cũng có nhân viên cũng gặp mấy anh em youtube thì cũng chia sẻ với quý vị một cái đoạn clip để cho quý vị nghe để quý vị gót nhẹ vào lòng để chúng ta tu cho kịp thời gian sắp tới đây thì mình thấy cái cuộc đời thì nó càng ngày nó càng siết chặt quý vị cái chặt thì thấy theo cái sự hiểu biết em cháu như cái đại lễ năm nay đó thì sao thấy nó quá hiu quạnh nó quá hiu quạnh thì thôi giờ em cháu cũng xin giải cái bài này bên tứ thánh thì hổm gài cũng giải bên tứ thánh bây giờ giải tiếp cái bài tứ thánh nữa mà cái bài khác thì em cháu xin đọc hết một đoạn văn rồi giải cho cô bác nghe trong cái ý nghĩa thì bên tứ thánh là cho biết rằng cái tứ tứ là bốn ông thánh là tại cái núi voi đó quý vị thì trên cái núi voi đó à, có cái tòa tứ thánh thì trên đó nó có một cái bàn thông thiên là 18 cái bát hương quý vị nào giờ thì không có cái chỗ nào mà bàn thông thiên mà tới 18 cái bát hương Ở trên đó là có cái bàn thông thiên là 18 cái bát hương là kêu bằng 18 bát linh hồn đó. sau này là 18 nước lớn nó sẽ vô đây nó sẽ giành giật đất nước Việt Nam rồi chết là vô Bắc Hương đó đó mình thử ra nếu ai không tin tôi lên tại cái núi voi có cái tòa thánh là cái chỗ đó là có cái là cái bàn thông thiên là 18 cái Bắc Hương thì giờ là em cháu xin giải cái cái bài tứ thánh là bốn ông thánh viết ở tại ngay chân cái núi voi là ngay chân cái tòa thánh đó thì ông nói là ngồi buồn xem khắp thế gian lộn mà ngồi cắt cái đó được không ta ừ, gấp lại được không ông nói ngồi buồn quạt mát xem trời vui bầu gũ cúc vui đời nước non Quảng chi tưởng siết miếng ngon dương trần nhân vật hao mòn tấm thân cũng vì bạc nén vàng căng làm cho trần hạ khó phân chánh tà cũng vì ham chức ông bà cô cô cậu cậu mới là độ thân cũng vì nợ lý tứ ăn buộc lòng tứ thánh phải phân đôi lời nên hư số hệ ở trời làm người dời đổi đổi dời sao xong ó bay xè cánh thấy long cá kia ngớp nước bài trong di kỳ lao sao bạc lộn với trì khó phân tà chánh khó thì quan dinh tranh nhau kẻ cụ người tăng lao sao gom giáo tranh phân châu mài mắt trong lo tháng lo ngày lo cho bá tánh đi cài không châu chẳng nuôi tầm lợi chồng dâu đến khi dâu lớn tầm đâu ăn rài phát phơ mây lố trắng bài mặt trời tỏ mọc mây mù phải lưu Chó thấy trời mọc phải chu, thảm thương chú cộng công phu đợi chờ, chờ chăng bỗng lợi chăng mờ, trong sao sao lợi giặt giờ với sao. Thả câu đáy biển quăng phao, muốn ăn cá lớn phải hao miếng mồi, giang sơn công kỹ đắp bồi, chín châu mười quận ơn rồi ai mang. Cây cao khó nổi bắt thang, hố sâu khó nổi kêu gian tiếng thùng, người ngay ai dạy có dùng, kẻ dạy khó nổi thấp tùng thi âm gừng toàn kết bạn tùng lâm nhớ ơn ái quắc phải tầm lòng châu hiệp đoàn bủ lứ thả câu con sông hưng thới ai đâu biết gì tay chuông tay mỏ tu trì nhớ chánh mu ế quắc chánh gì kế sâu chờ cho chú chọc thả câu áo kia mắt nút còn bâu mới là nói ra nước mắt chan hòa thương cho anh chị khó mà thoát thân tan điền thương hải lê dân không còn độc lập nhân dân như bèo Tại ai cầm lái phân lèo tiền tăng thế giới chịu nghèo lâu năm Có miệng không nói lợi câm hai hàng nước mắt chan dầm như mưa Nghĩ thương dân chúng thất thưa cũng vì bá tánh không ưa Phật trời Nói rằng Phật ở xa trời trời cao giáp giới dị thời biết chi Mấy người niệm Phật quy y nói rằng kẻ dạy người ngay nghe rài Làm khôn ý sức phe tài dinh mùi phải thác quê kia lại còn báo giang tứ hướng hao mòn năm màu phơi phới xoay tròn ánh dương may trắng chớp nhón như gương tiếng giang nổi dậy thái dương góc trời thiên binh thiên tướng đổi dời núi xương sông máu góc trời quá ghê ghê lìa cha gia nọ lìa gia cha nọ phu thê tiếng giang khóc kể gia quê chẳng còn thì à, em cháu xin giải một cái đoạn này nó cũng dài quá rồi thì à, Đức Thầy là ông Tứ Thánh là cũng như là ngày xưa là Đức Thầy là tu đạt thành Thánh đấy quý vị Thì giờ mình gọi là tiếng Đức Thầy đi cho nó dễ nói đạo hơn Trước nhiên là Đức Thầy nói là ngồi buồn hoạt mát xem đời Là trước nhiên là ổng buồn lắm quý vị Đức Thầy buồn lắm Trước nhiên là ông giờ thấy cái cảnh đời chúng ta còn nằm trong biển khổ Chúng ta còn mê ở đây nè Mê chạy theo danh theo lợi hoài mà ông nói buồn, quạt mát xem đời Vui bầu gũ cúc vui đời nước non Tất nhiên là Đức Thầy là đạt cảnh giới thành Phật rồi quý vị Là không còn buồn nữa Nhưng mà ông vui là vui cái cảnh Phật Còn chúng ta ông thấy chúng ta còn nằm trong biển khổ Đức Thầy xót dạ Đức Thầy không thể nào vui ở cảnh Tây Phương cực lạc được Thành thở ra Ông nói lên để cho chúng ta được giác ngộ để lo tu Chứ ông nói là ngồi buồn hoạt mát xem đời vui bầu ngũ cúc vui đời nước non Quảng chi tưởng xiết miếng ngon tất nhiên là ai cũng bây giờ cũng ăn cái miếng gì cũng đòi ăn cho nó ngon hết trơn cho ngon nhưng mà sự thật chúng ta ăn ngon nhai nhai trên miệng rồi chúng ta phải là à, nuốt vào cũng đau vào đấy thôi thành thử ghi ông nói quản chi tưởng xiết miếng ngon dương trần nhân vật hao mòn tấm thân là ông nói dương trần nhân vật hao mòn tấm thân thì ai cũng vậy cũng phải gán lo làm làm rồi cái miệng cứ cũng ăn cũng hết ăn cũng hết nó thí dụ giờ gán màng gán màng rồi xong cũng nuôi cái bản thân này cũng ăn hết thành thử ra ông nói dương trần nhơn giặc hao mòn tấm thân rồi tới giờ màng hoài rồi ăn ăn rồi màng màng ăn tới già rồi cũng chết nó mà không có ai là gán mà lo tu để chúng ta chết mà chúng ta được đặt cảnh giới Thì thầy nói là con đường đạo đức bước chặt tắt chết tất nhiên là chúng ta phải gán tu làm sao bước được là không chặt qua cái tắc kia là tức nhiên chúng ta chạch qua một tắc là chúng ta chết rồi đó nhưng mà chúng ta bước qua đạt được một tắc kia là nó không chết là nó không chết là tất nhiên chúng ta đạt lên cảnh thế giới của Đức Phật đó là chúng ta không còn chết nữa còn nếu chúng ta chịch qua một tắc kia là chúng ta chết là chết hoài chuyển kiếp chết hoài chết hoài thành thử ra ông nó dương trần nhân vật hao mòn tấm thân nó màn hoài màn hoài cũng cực khổ muốn chết luôn rồi đủ ăn đủ ăn thành thử ra bây giờ mình gán tu tới chừng đó là Đức Thầy nói Bồ Đào Vũ Thánh trà tiên muôn năm cộng lạc chú hiền cơ chung. Là tới chừng đó là chúng ta ăn uống muôn năm, chúng ta không còn là lo là giàu lo nghèo nữa. Chúng ta muốn ăn cái gì là có cái nấy. Tới chi tới chừng đó y thực muốn chi có nấy rồi khỏi nhọc nhằn lo việc sinh nhai. Còn bây giờ chúng ta màn hoài màn hoài máu mà nó dương trần nhân vật hao mòn tấm thân cũng vì bạc nén vàng căn làm cho chặn hạ khó phân tránh tà cũng vì là tiền bạc không à quý vị ơi đâm đá với nhau không bây giờ lên cõi đời này ai cũng giành giật mạnh thắng yếu thua tính là làm đủ cách hết trơn nó mà ông nói cũng vì bạc nén vàng căng cũng vì tiền bạc cũng vì là vàng vòng nó mà ông nói cũng vì bạc nén vàng căng làm cho chặn hạ khó phân tính khó phân tránh tà bây giờ nói chuyện làm ăn làm ăn với nhau hùng hợp với nhau đâu có ai phân được người nào tránh người nào tà đâu thành thử ra ông nó khó phân tránh tà là chỗ đó đó khi tới chừng bị gạt rồi mới nói là cái người này là xấu nó thành thử ra ông nó làm cho chẳng hạ khó phân tránh tà cũng vì ham chức ông bà cô cô cậu cậu mới là đỏ thân bây giờ là cũng như chúng ta bây giờ sanh con chúng ta nuôi hết một đời rồi bây giờ mình cũng già rồi thì thôi giờ gán lo tu chứ vợ là nuôi con cho đã rồi tới nuôi cháu nó mà vợ là nó đẻ ra cái nó bắt bà ngoại nuôi bà nội nuôi thành thử ra đức thầy nó cũng vì ham trước ông bà đó. nó kêu bằng bà ngoại bà ngoại cái không thương nó rồi nó kêu bằng bà nội bà nội cái thương nó nó rồi có liếng liếng vô cái rồi chúng ta không có lo được cái là tu hiền vậy chân cứ không có lo đi chùa đi triền núi gì cứ lo nắm nắm vào con cháu hoài thành tử ra đức thầy nó cũng vì ham chức ông bà đó cô cô cậu cậu mới là đỏ thăng nó kêu mình bằng cô nó kêu mình bằng cậu đó cứ liên liên liếng hoài rồi thành thử ra chúng ta phải chìm đắm trốn nơi hà hoài nó thành thử ra ông nó cũng vì ham chức ông bà cô cô cậu cậu mới là đỏ, đỏ thân cũng vì quân lý tứ an buộc lòng tứ thánh phải phân đôi lời là đức đức thầy cho biết rằng là tứ là bốn ông thánh phải phân đôi lời là ông nói ra hết cho chúng ta nghe cho chúng ta hiểu được và chúng ta gán mà lo tu nó thành thử ông nói buộc lòng tứ thánh phải phân đôi lời nên hư số hệ ở trời làm người dời đổi đổi dời sao sao giờ quý vị biết rằng là làm người nó cứ dời đổi hoài cũng như cái ngày nay đó là đi chùa đi ta nói mà mới đầu tính đâu có hai xe vậy ta góp cuộc gáo lại góp ruột là đi xe chưa đầy nữa nó nghĩa là mới tính bữa nay thì lát cái là giờ đổi dời nữa lát đổi dời nữa thì bữa nay cái làm ăn nó thí dụ giờ bữa nay mình nói tôi cái cái uy tín của tôi dữ lắm à làm ăn cái gì với ai khỏi cần làm giấy làm tờ nhưng mà tới ngày mai đó là nó đổi khác rồi đó tới ngày mai cái đầu là gặp tiền mà nó nhiều hơn nữa cái thay đổi thành thử cứ thầy nói là làm người giờ đổi đổi giờ sao xong đổi hoài đổi hoài mình nó không có xong đó. Thành thử ra bây giờ mình cái gì cũng vậy Mình làm ăn cái gì mình phải nói cho bằng sự thật đi Chứ để là mình giờ đổi giờ đổi Nó cũng không xong mà chúng ta mang tội Đó Thành thử ra ông nói làm người giờ đổi đổi giờ sao xong Rồi ó bay xè cánh thấy lông Cá kia ngớp nước bài trong di kỳ Là ông cho chúng ta biết rằng là Ông Phật ông biết trước Ông nói cho chúng ta biết trước hết trơn rồi đó còn bây giờ nó thí dụ giờ là máy bay mà là nước nào cũng vậy nếu chế biến À, chế biến là ra được máy bay mà bay lên trên là ông Phật à, ông cho biết rằng là ó bay xè cánh là thấy lông ở chân. À. Thấy chân. À. Nhưng mà chúng ta chưa có thấy. Nhưng mà ông Phật không thấy thứ trước hết. Nhưng mà khi nào máy bay nó bay lên là chúng ta thấy hết. Thành thử ra là ông Phật ông thấy trước. Ông thấy rồi xong ông mới nói trước cho chúng ta biết. Thành thử ra ông nói ó bay xè cánh thấy lông. Cá kia ngớp nước bài trong di kỳ. Là ông cho biết là ông tiên tri trước. gần sau này nó sẽ chế tàu ngầm ở dưới biển. Dưới biển đông đó là nó không lẽ nó ngầm nó nằm ở dưới hoài nó hết lương thực thì nó phải trồi đầu lên anh thử ra ông nói là cá kia ngớp nước bài trong di kỳ đó, bài trong di kỳ là nó nổi lên là thấy chân luôn cái tàu ngầm rồi ông nó lao sao bạc lộn với chị khó phân tà tránh khó thì quan dinh tất nhiên là lao sao lao sao là bây giờ nước này nó hợp tác với nước kia nước kia hợp tác với nước nọ bây giờ nó làm là giặc giả chiến tranh bây giờ là nó là thằng này là hỗ trợ kia kia hỗ trợ nọ bây giờ nó lao sao lao sao chân thành thử ông nó khó phán tà tránh khó thì quan dinh nó gọi nó tranh nhau kẻ cụ người tăng đó thì tranh nhau bây giờ tranh nhau đánh đánh với nhau rồi người này tiếp súng đạn người kia tiếp hạt nhân nó thành thử ông nó tranh nhau kẻ cụ người tăng lao sao gươm giáo tranh phân châu mày đó như như là lao sao gươm giáo lại là, là, là bắt đầu là hết súng đạn rồi tới gươm giáo nghe quý vị bắt đầu đánh bằng kiếm nữa đó, đó thành thử ra ông nói là cho chúng ta biết là sau này đó là khủng khiếp lắm. vừa là hạt nhân người vừa là súng đạn vừa là gươm và kiếm nữa thành thử ra ông nói lao sao gươm giáo tranh phân cho mài mắt trong lo tháng lo ngày lo cho bá tánh đi cài không cho là đức thầy cho biết rằng là mắt trong lo tháng lo ngày là bây giờ không có còn lo năm nữa quý vị ơi quý vị thấy cuộc đời bây giờ còn còn gì nữa đâu mà không chịu tu ông Phật là ông lo tháng và lo ngày đó đây tới Tết chúng ta là mình thấy cái cuộc đời sao tôi thấy nó nó càng ngày càng hiu quạnh đó không biết Tết năm nay chúng ta ăn Tết như thế nào nó có ăn Tết có ăn Tết nghèo hay không nữa nè ông nói năm nay ăn Tết thật là nghèo đó. dân chúng u buồn nổi nạn nghèo đồng khô lúa ngập thân sao sát hết trơn thành thử ra bây giờ mình không biết là có Tết năm nào nhưng mà thấy năm nay là thấy cũng hiu quạnh quá thành thử ra là ông cho chúng ta biết là tranh nhau cả cụ người tăng lao sao gươm giáo tranh phân châu mài mắt trong lo tháng lo ngày lo cho bá tánh đi cài không châu Rồi tất nhiên là ông cho chúng ta biết rằng đi cài không châu là không còn người không còn người mặn ruộng nữa quý vị nó thành thử ra ông nói là mắt trong lo tháng lo ngày lo cho bá tánh đi cài không châu nuôi chẳng nuôi tầm lợi chồng dâu tất nhiên là bây giờ là các cái nước ngoài nó qua nó đô hộ nước khác thì tất nhiên là nó đâu có nuôi tầm ở đó đâu mà nó qua nó trồng dâu bây giờ nó qua nó trồng dâu để dành để đó đó nó mà ông nó chẳng nuôi tầm lợi trồng dâu đến khi dâu lớn tầm đâu ăn gài có khi đến khi dâu lớn rồi bây giờ qua nó xây cắt đó, đó là các cái doanh nghiệp này doanh nghiệp kia khi, khi đụng chuyện vô rồi nó bỏ hết trơn thành thử ra ông nói là chẳng nuôi tầm lợi trồng dâu đến khi dâu lớn tầm đâu ăn gài thoát phơ mây lố trắng bài mặt trời tỏ mọc mây mù phải luôn tất nhiên là đức Thầy cho biết rằng là tới đụng chuyện vô rồi nó sáng như ban ngày cho quý vị nhá ông nó mắc trong lo tháng lo ngày lo cho bá tánh đi cài không trâu chẳng nuôi tầm lợi chồng dâu đến khi dâu lớn tầm đâu ăn gài bây giờ là nước người ta mà mình qua mình cứ là đô hộ mình xây cắt đầy đủ cho nhá ông nó mắc trong lo tháng lo ngày đi cho lo cho bá tánh đi cài không trâu chẳng nuôi tầm lợi chồng dâu đến khi dâu lớn tầm đâu ăn gài phát phơ mây lố trắng bài mặt trời tỏ mọc mây mù phải luôn nhá, chó thấy trời mọc phải chu thảm thương chú cộng công phu đại trà tất nhiên là chó thấy trời mọc phải chu là tất nhiên là những cái người người ta đã hiểu thấy người ta nói đó là ổng cho biết rằng là cũng như là cái người mà mà ổng nói cho sáng gọi gõ, gõ hết trơn cho chúng ta để hiểu biết đó. thành thử ông nói chó thấy trời mọc phải chu thảm thương chú cộng công phu đại trà tất nhiên là đại trà bây giờ là nước nào người ta cũng thủ chứ nước nào bây giờ cũng tập trận là qua kênh giới là chợ đó là, là thảm thương chú cộng đó, công phu đại chợ đó nó qua chợ mà qua con nào là lụm con nấy thành thử ra ông nó thảm thương chú cộng công phu đại chờ chờ trăng bổng lại trăng mờ trong sao sao lại giặt giờ với sao là tại vì cái qua đô hộ với nhau rồi đánh với nhau luôn quý vị ơi chứ không có qua đánh được ai nữa chứ Chứ qua đô hộ rồi đánh với nhau thành thử ra ông nó chờ trăng bổng lại trăng mờ đó trong sao sao lại giặt giờ với sao là chiếc như là sao giặt vợ sao lại đánh với nhau đó nó đô hộ nhau rồi đánh với nhau thành thử ra là ông ba thì cũng có đoạn ông nói là <laughs> lăn xăng giặt dậy giặt dậy lăn xăng đánh nhau tầm bậy tầm bậy đánh nhau là chỗ đó, nó thành thử ra ông nói là chờ chăng bỗng lại chăng mà trong sao sao lại giặt giở với sao thả câu đáy biển quăng phao muốn ăn cá lớn phải hao miếng mồi bây giờ là cho biết rằng thả câu đáy biển quăng phao là tất nhiên là ra đáy biển ra biển thì thằng nào cũng dạnh chứ nước nào cũng dạnh chứ thành thử ông nó thả câu đáy biển quang phao muốn ăn cá lớn phải hao miếng mồi nó đem tàu súng đồ lớn qua đó đánh bộ đánh hoài đánh hoài cái phải hao phải hao là súng đạn rồi phải là qua đô hộ ta phải đem tiền vàng qua nó thành thử ra ông nó muốn ăn cá lớn phải hao miếng mồi giang sơn công kỹ đắp bồi chín châu mười quận ơn gọi ai mang tất nhiên là đất nước á, mình nói chưa luôn, luôn luôn là đất nước trung quốc là tới chín châu mà mười cái quận lớn quý vị nó thành thử gọi ông nói là chín <laughs> châu mười quận ơn gọi ai mang cây cao khó nổi bắt thang hố sâu khó nổi kiêu gian tiếng thùng là cây cao là tất nhiên là mình muốn là gồm thâu liên hợp quốc không có được đâu là cũng như là dí cũng như cái cây cao vậy đó mình muốn khó khó bắt cái thang lên tới đọt thành thử gọi ông nói cây cao khó nổi bắt thang hố sâu khó nổi kiêu gian tiếng thùng đó mà tới chừng chúng ta lọt xuống cái hố sâu rồi kêu không ai cứu không ai cứu chúng ta đâu nó thành thử ra ông nó hố sâu khó nổi kêu gian tiếng thùng người ngay ai dạy có dùng chứ như cái người ngay là ta không có có dùng cái 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 chuyện như vậy chỉ có người gian mới làm như vậy thôi thành thử ra ông nó người ngay ai dạy có dùng kẻ dạy khó nổi thấp thùng thi âm đó, là thấp thùng thi âm là bây giờ nó nó hợp tác nhau đó, đó. gừng toàn kết bạn tùng lâm đó là đức thầy cho biết rằng là cũng như là cái gừng vậy đó cái gừng là cũng như không có đường lối đi ra thành thử ra kết bạn với nhau rồi xong bắt đầu là tự nhau đánh giết với nhau luôn cũng như là nằm trong gừng không có đường lối ra thành thử ông nói gừng toàn kết bạn tùng lâm nhớ ơn ái quốc phải tầm phải tầm long châu phải tầm long châu là đâu quý vị nhớ ơn ái quốc phải tầm long châu là long châu là tại cái cái dinh ông cố đó dinh đức cố quản của chúng ta đó. Đó. Nhớ ơn ái quắc phải tầm Long Châu Hiệp đoàn bụa lứ thả câu Con sông hương thới ai đâu biết gì Con sông hương thới quý vị biết ở đâu không Con sông hương thới đó Bây giờ nó có một cây gửi số à Là con sông hương thới Nó sẽ bắn thẳng vô ngay chân cái tòa thánh Ngay chân chỗ là đầu Ngay chân cái núi voi đó Là ông nói là muốn ừ, Nhớ ơn ái quắc phải tầm Long Châu đó, Là con sông đó nó bắn thẳng ra cái trại Long Châu nhưng mà nó chỉ mút ra được có một cây gửi số của vậy Mà con sông đó lại là con sông Hương Thới đó thì Chắc hồi nhi là cũng ít có người biết lắm Con sông đó nước nó không có chảy Hai con sông cặp ở trên đi xuống cho nó nằm ngang, nó nằm ngang nước nó không có chảy Bây giờ Lục Bình nó cứng ngắc con sông luôn Nó không có là Chảy được Thành thử ra là ông cho biết rằng là Nhớ ơn ái quắc phải tầm lòng châu Là phải tầm lòng châu là cái con sông đó nó bắn thẳng ra Long Châu ngày xưa cái đường đó là nó cái đường mòn nó đi từ ở là chợ voi mà nó đi thẳng ra tới chợ Long Châu đó mà bây giờ cái con sông đó nó múc là nó múc con cây gửi số à nó múc không tới chợ Long Châu thành thử ra ông nó nhớ ơn ái quắc phải tầm Long Châu hiệp đoàn búa lứ thả câu nó hiệp đoàn là nó hiệp đoàn là nó hợp tác nhau đó bủ lứ thả câu hết trơn rồi đó nó dặn khắp nơi hết trơn rồi đó hiệp đoàn bủ lứ thả câu con sông hưng thới ai đâu biết gì đó qua tới con sông hương thế đó là sau này máu nó tràn về con sông hương thế đó là đầy con sông đó quý vị thành thử ra nói là con sông hương thế ai đâu biết gì còn gần cái con sông hương thế đó nó có cái chợ kêu bằng cái chợ xả tiết là sau này tiết nó đổ về cái chợ đó khủng khiếp đó là kêu bằng xả tiết là tiết là máu đó quý vị là sau này con cái con chợ đó là máu dữ lắm cái chợ đó là máu dữ lắm thành thử ra là ông nói là con sông hương thế ai đâu biết gì tai chuông tai mỏ tu trì tránh mưu ái quắc tránh gì kế sâu trước nhưng cái kế của cái trung quốc nó sâu lắm quý vị ơi nó thành thử ra là ông nó tai chuông tai mỏ tu trì tránh mưu ái quắc tránh gì kế sâu chờ cho chú chọc thả câu áo kia mắc nút còn bâu mấy là là áo kia mắc nút làm chi cái nút đã chết rồi quý vị còn bâu là con ổng đó Thành thử ông nó áo kia mắc nút còn bao mấy là Nói ra nước mắt chan hòa Thương cho anh chị khó mà thoát khăn Đó Tất nhiên là Ông cho chúng ta biết rằng bây giờ khó khó mà thoát đó Trung Quốc nó đô hộ bây giờ khó thoát rồi đó Ông nói là nói ra nước mắt chan hòa Thương cho anh chị khó mà thoát khăn Tan điền thương hải lê dân Không còn độc lập nhân dân như bèo tới chừng đó quý vị mới biết rằng là Campuchia Trung Quốc nó chết khủng khiếp luôn tại vì tới chừng đó là nó đụng chuyện vô rồi là nó là ngửa nga là nó, nó, nó chịu bó tay thành thử ra nó không còn độc lập nữa nhân dân như bèo giống nó tại ai cầm lái phân lèo à, thì bây giờ tại mấy cái ông là chức phận bên là campuchia cho bên kia qua thành thử ra ông nó tại ai cầm lái phân lèo tiền tăng thế giới chịu nghèo lâu năm à, bây giờ đụng chuyện vô là chịu là giặc giả chiến tranh là nghèo nghèo lâu năm lắm nghe quý vị thành thử ông nó tại à, tiền tăng thế giới chịu nghèo lâu năm có miệng không nói là câm có miệng không nói là câm bây giờ nó qua giờ nó đô hộ nó tung tiền ra hết trơn giờ nói đâu được nữa nó muốn làm gì nó làm rồi thành thử ông nó có miệng không nói là câm hai hàng nước mắt trang dầm như mưa à, nghĩ thương dân chúng thất thưa cũng vì bá tánh không ưa phật trời Tất nhiên là tới chừng đó là khóc không mà còn gì nữa đâu quý vị nó thành thử ra là ông nói là có miệng không nói lợi câm hai hàng nước mắt trang dầm như mưa nghĩ thương dân chúng thất thưa tới chừng đó chết quá rồi còn ở đâu gì nữa đâu mà không thất thưa nó nghĩ thương dân chúng thất thưa cũng vì bá tánh không ưa phật trời ông phật ông nói trước ra chân mà không ưa nó cũng vì bá tánh không ưa phật trời nói rằng phật ở xa vời trời cao giáp giới vị thời biết chi nhá chứ như là ông phật ở trên trời chứ sự thật ông nói trên trời chứ sát bên lưng chúng ta ông nói đất trời tôi ở không có xa nhưng mày muốn khỏi giấy mà mày đâu thành thử ra là ông nói là là cho chúng ta biết là trời cao giáp giới vị thời biết chi mấy người niệm phật quy y nói rằng kẻ dạy người ngay nghe gài chứ như là bây giờ những cái người người ta đã ngộ đạo người ta quy y theo đức thầy người ta cúng lại ngày xưa người ta làm cái gì không biết đó, làm cái gì sớm chậm mít lòng gì đó hoặc là người ta không có tu gì đó cái giờ cái người ta niệm phật quy y quy y theo đức thầy cái chiều ta ra cúng lại cái cười người ta nó thành thử ra đức thầy mới nói mấy người niệm phật quy y nói gần cả dạy mấy cái người mà khôn mấy cái người mà giàu đó nói rằng mấy cái người này bây giờ là dạy ngu không à nó thành thử ra chê ta thành thử đức thầy mới nói là mấy người niệm phật quy y nói gần kẻ dạy người ngay nghe dài nó cũng nói làm khôn ý sức phe tài là ý sức là tất nhiên là mình đây là còn sức lực còn là còn mang ra tiền nhiều còn là tiền của nhiều phe tài đó làm khôn ý sức phe tài dinh mùi phải thác quê kia là còn đó dinh mùi phải thác thì tất nhiên ai cũng phải chết hết trơn mà cái quê của chúng ta nó vẫn còn hoài nó thành thử ông nó làm khôn ý sức phe tài dinh mùi phải thác quê kia là còn pháo gian tứ hướng hao mòn năm màu phơ phát xây tròn ánh dương chứ nhiên năm màu là năm nước đó quý vị qua đây tới chừng đó năm nước này nó qua đó là đất nước việt nam nó xây tròn xây tròn hoài luôn nó thành thử ra ông năm màu phơ phát xây tròn ánh dương rồi nó mây trắng chớp nhón như gương tiếng giang nổ dậy tới chừng đó nổ nghe quý vị mây trắng chớp nhón như gương là tới chừng đó là bắt đầu nổ á tiếng giang nổ dậy thái dương gốc trời đó thiên binh thiên tướng đổi dời luôn đó tới chừng đó Bắt đầu thiên binh thiên tướng trên trời xuống luôn thiên binh thiên tướng đổi dời núi xương sông máu gốc trời quá ghê đó, tới chừng đó là quý vị biết rằng là nổ một cái gốc trời đó chứ không phải tầm thường người người ta chết mà chắc đồi đóng như cái núi vậy đó ông nói núi xương đó sông máu đó, đó là sông máu là con sông hương thế nó đâu quý vị nó núi xương sông máu gốc trời quá quá ghê lìa gia, cha nọ phu thê tất nhiên là lúc đó là lìa gia là tất nhiên giặt giả nó gực chúng ta chạy chúng ta bỏ nhà bỏ cửa rồi lìa gia, rồi lìa da cha nọ phu thê cha con gì lạc hết trơn người vợ con gì lạc hết trơn thành thử ông nó lìa gia, cha nọ phu thê tiếng về gian khóc kể Gia quê chẳng còn đó thành thử ra quý vị biết rằng sau này nó khủng khiếp lắm không có cái thời gian mà để cho chúng ta được cái là độc lập như ngày xưa lắm tại vì ông nó không còn độc lập nhân dân như bèo tới chừng đó chết là tôi nói nằm là ông nói, ông sư giải thì ông nói ngồi trên đỉnh núi treo leo thấy dân chết như bèo cho xong đó quý vị đó thành tử ra bây giờ quý vị là nên cố gắng nha chứ ông cho chúng ta biết rằng là thấy việc kẻ khóc người buồn bây giờ mới biết ở chuồng là đây bấy lâu chê phật không hay bây giờ mới biết mắc thấy hội này đó thì bây giờ mình nên cố gắng đó à, bây giờ ông cho chúng ta biết rằng đó, đó là đó là cái cuộc đời này đó, là ông nói là cận kề lắm rồi còn gì nữa đâu ông nói cơ tặng việc không bao lâu nữa phiên chúng sanh đừng lằn lửa mốt mai hãy đua chen niệm phật ăn chay hãy gán ga tay làm phước nền đạo tránh mấy khi gặp được khi gặp rồi khá bước vào ngay hãy tì, hãy thân tìm kiếm Phật ngài dù lao khổ cũng không nản chí quý vị biết rằng tu một thời gian nghe nó dịch bệnh tới cái tu tu vài bữa nghe nó hết dịch bệnh cái nghỉ nó thành thử ra ông nói cơ tận việc không bao lâu nữa bây giờ ai cũng biết là nó không còn bao lâu nữa rồi ông nói phiên chúng sanh đừng lặn lửa mốt mai cứ tu mà cứ hứa hứa lại ngày mai ngày mốt hoài chờ tôi gả con gái út tôi tôi mới tu chờ tôi làm xong công việc ở nhà thôi tôi trả hết nợ tôi mới chịu tu nhưng mà ông nó phiên chúng sanh đừng lần lửa Mốt mai nữa Cứ hứa ngày mai ngày mốt hoài mới chịu tu Không còn kẹp thành thử ông nói là Phiên chúng sanh đừng lần lửa mốt mai Hãy đua chen niệm Phật ăn chay Bây giờ là phải gán mà niệm Phật Mà phải gán ăn chay chứ niệm Phật không Mà không ăn chay cũng cũng không có được đi tới đâu Chúng ta còn cắt cổ lột da Ta ăn thịt hoài thì cái tâm chúng ta còn ác Chúng ta còn gây tội hoài thì niệm Phật Giỏi lắm mới có bù cho cái, cái sự chúng ta ăn uống hàng ngày rồi làm sao mà cái vốn chúng ta được có cái công đức mà chúng ta bù trừ cái thời gian mà chúng ta còn ăn mặn nó thành thử ra bây giờ mình phải nên đó là phải là ngày xưa chúng ta ăn cha ăn mặn một năm chúng ta làm ác một năm thì bây giờ chúng ta phải ăn chay một năm và cúng lại một năm và làm các điều hệ một năm là mới có thể bù trừ nó thành thử ra nó phải đua trang niệm phật ăn chay hãy gán ra tay làm phước bây giờ quý vị biết rằng tiền của quý vị để cho nó nhiều tới đụng chuyện vô cũng bỏ hết rồi à. Mà ông nói phiên trong nam nữ đừng có phiền đừng, Cũng đừng giấu của giấu tiền làm chi Nhiều đất nhiều ruộng vậy thì sủ dằn thì lại sầu bi rất nhiều rồi giáp tí chưa có bao nhiêu bước qua ác sủ bệnh đa đối nhiều No mai rồi lại đối chiều Giàu nay mai lại nghèo nhiều Cắt đa Nghèo mà biết niệm di đà hơn giàu giữ của để mà cho giai Rồi sao như thể ăn mại Đi thời mang cuốc mang cài một bên Giàu mà chẳng có bền Chưa từng cực khổ không nên đâu là cho dai gạo quỷ tiền ma lấy lời thập bội đem ra cúng chùa thì tới đâu nói nịnh nói lùa lường công của thế quê mùa hàng nhi tất nhiên là thấy cái người ở thôn quê làm khổ người ta quê mùa người cái lừa người ta hoài Thì giấu đúc giấu đúc mà tới chừng đụng chuyện vô quý vị cũng bỏ hết à đó thành thử ra bây giờ mình phải nên cố gắng là làm cách nào để tu cho nó kẹp chứ bây giờ ông nói là chừng đặng mặt thầy nè ăn năn chẳng kịp lấy cây đập đầu rồi chờ ba lũ bảy ngồi gầu là không còn kẹp chừng ngày đó đức thầy về rồi thấy mặt thầy rồi lúc đó là chúng ta hết ăn năn ông nó ăn năn chẳng kẹp rồi lấy cây đập đầu tự mình lấy cây mình tức mà mình đập đầu gặp đức thầy trở về lấy cây đập đầu tưởng nó chờ ba lũ bảy ngồi gầu chừng đó mới chịu hoài đầu hướng tu thôi không còn kẹp đó hình thử ra bây giờ em cháu cũng chia sẻ cái đoạn nó cũng ông cũng xin kết thúc đề để coi như là cho ước mong cho quý vị nghe cái đoạn clip này để mà cho còn đâu quý vị ơi Đó, thì cũng không quên cũng nguyện hồng an tam bảo và mười phương chư phật và quay lưng của tổ thầy và quan thượng đẳng đại thần chư quan cụ thần chư vị sơn thần chư vị năm non bãi núi cảm ứng chứng minh cho em cháu nói cái clip này để đến cho bà con nghe được để gót nhẹ vào lòng để tu cho kịp thời gian sắp tới đây nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô di đà phật